Bài 16. Những nỗi sợ hãi. Vậy là ta lại gặp nhau ở tầng áp mái của chúng tôi. Chúng ta đã dọn dẹp một chút và đã khám phá một số điều mới mẻ, một số thứ có lẽ soi sáng đôi chút cho sự nghi ngờ mà bạn đã có bấy lâu nay. Hãy xem cái này để bắt đầu. Đây là một lá thư mà chúng tôi đã nhận được cách đây một thời gian. Tôi sẽ đọc nó cho bạn được chứ? Ngài đã viết nhiều về nỗi sợ, rằng không có gì đáng lo ngoại trừ sự sợ hãi. Trong câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của tôi, Ngài đã nói với tôi rằng sự sợ hãi đã giữ tôi lại, ngăn cản tôi tiến lên, rằng tôi ý thức được nỗi sợ, tôi không cảm thấy lo lắng. Thế thì vấn đề là gì? Vâng, đó là một vấn đề rất thú vị. Nỗi sợ, sự sợ hãi chỉ là thứ mà nó có thể giữ người ta lại. Chúng ta sẽ cùng khám phá nó chứ. Giờ bạn ngồi xuống một lát, chúng ta hãy thảo luận vấn đề của nỗi sợ. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi nhất định. Một số người sợ bóng tối, những người khác sợ nhện hoặc rắn. Và một số người trong chúng ta có thể ý thức được về những điều sợ hãi này. Đó là chúng ta có những nỗi sợ mà chúng nằm ở ý thức của mình. Nhưng hãy đợi một lát, ý thức chỉ là 1/10 của chúng ta, còn lại 9/10 là tiềm thức. Vậy điều gì xảy ra nếu sự sợ hãi nằm ở tiềm thức của chúng ta? Thông thường chúng ta làm việc nào đó bởi sự điều khiển của những sức mạnh ẩn giấu, hoặc kiềm nén làm việc nào đó cũng vì sức mạnh này. Ta không biết tại sao mình lại làm hoặc không làm những thứ nhất định đó. Không có gì thể hiện ra, cũng chẳng có gì để gắn vào. Chúng ta hành động phi lý. Và nếu ta đi tới gặp một nhà tâm lý học và ngồi thật nhiều giờ trên cái ghế ở đó, thì cuối cùng chúng ta có thể đúc kết được rằng chính tiềm thức làm chúng ta sợ hãi, bởi vì điều gì đó đã xảy ra khi chúng ta còn là những đứa trẻ nhỏ. Sự sợ hãi có thể bị ẩn giấu, trốn tránh ý thức của ta, thôi thúc trong ta, làm bực mình ta từ tiềm thức. Nó như là những con mối đang tấn công vào tòa nhà khung gỗ. Tòa nhà này khi nhìn sơ qua tất cả có vẻ hoàn chỉnh, hoàn mỹ, nhưng qua một đêm, nó có thể sụp đổ dưới sự tác động của loài mối đó. Tương tự nó xảy ra với nỗi sợ. Nỗi sợ không cần được kích hoạt lên ý thức. Nó hoạt động chủ yếu khi nó là tiềm thức, bởi khi đó chúng ta không biết nó ở đó và không biết rằng nó đang ở đó. Khi đó chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nó nữa. Suốt cả cuộc đời, chúng ta phải sống dưới các ảnh hưởng, điều kiện nhất định. Một người được nuôi dưỡng như một người công giáo sẽ được dạy những thứ không được làm nhất định, những thứ nhất định cấm kỵ. Còn những người thuộc một tôn giáo khác, được nuôi dạy khác thì sẽ được phép làm một số thứ nhất định. Do vậy, khi nhìn vào nguyên nhân của nỗi sợ, chúng ta phải kiểm tra đặc điểm chủng tộc và hoàn cảnh của chúng là gì. Bạn sợ hãi một con ma, tại sao? Nếu gì Matilda là một người tốt bụng, nhân từ và đã từng rất yêu quý bạn lúc gì còn sống, thì không có lý do nào để gì ấy sẽ yêu quý bạn ít đi khi gì qua đời và khi gì đi tới một giai đoạn tốt hơn của sự sống. Do đó tại sao bạn lại sợ bóng ma của dì Matilda? Chúng ta sợ ma vì nó là cái gì đó xa lạ với chúng ta. Chúng ta sợ ma vì có thể được dạy ở trong tôn giáo của chúng ta rằng không có những thứ đó, và người ta không thể nhìn thấy ma trừ khi họ là một vị thánh hoặc liên quan tới các vị thánh hoặc cái gì đó. Chúng ta sợ những điều đó bởi chúng ta không hiểu nó. Có một tư tưởng sâu sắc cho rằng nếu không có sự phân biệt giữa quốc gia, không có sự phân biệt về ngôn ngữ thì sẽ ít chiến tranh hơn, bởi chúng ta lo sợ người Nga hay người Thổ Nhĩ Kỳ hay người Afghanistan hay một cái gì đó, bởi chúng ta không hiểu chúng. Chúng ta không biết điều gì làm họ cư xử như vậy, hay họ sẽ làm điều gì chống lại chúng ta. Nỗi sợ hãi là thứ rất tồi tệ. Nó là một căn bệnh, là thứ ăn mòn trí tuệ của chúng ta. Nếu chúng ta có sự hạn chế nhất định về điều gì,
chúng ta phải đào sâu, tìm hiểu ra nguyên do tại sao. Ví dụ, sao một số tín ngưỡng lại dạy không có sự đầu thai? Một ví dụ rõ ràng về điều này, vào thời kỳ trước, các linh mục có quyền lực tuyệt đối và họ cai trị con người bằng sự sợ hãi. Bởi tư tưởng về sự nguyên rủa truyền kiếp, mọi người được giáo dục rằng họ phải tạo ra cuộc sống ở kiếp này tốt đẹp nhất bởi vì không có cơ hội nào khác. Kinh nghiệm cho thấy nếu con người được dạy về sự đầu thai, họ có thể sống theo xu hướng buông xuôi trong cuộc sống ở kiếp này và nghĩ sẽ trả nợ trong kiếp sống tiếp theo. Về điều này, ngày xưa ở Trung Quốc thường cho giao ước một khoản nợ trong kiếp này được trả trong kiếp sau. Cũng là đáng để nhận định rằng Trung Quốc đã trở nên suy thoái vì con người quá tin vào sự đầu thai đến mức bỏ lơ kiếp sống này. Thay vào đó, vào buổi tối, người ta chỉ ngồi quanh thả những con chim hoàng yến ra khỏi lồng dưới cây và quyết định sẽ khắc phục nó vào kiếp sau. Còn kiếp này ít nhiều như là một dịp nghỉ dưỡng. Rõ ràng cuộc đời không hoạt động theo cách này. Và như vậy, cả nền văn hóa của Trung Quốc đã trở nên suy thoái. Một lần nữa, bạn hãy tự kiểm tra chính bản thân bạn, trí tuệ của bạn, trí tưởng tượng của bạn. Hãy để bản thân phân tích sâu để tìm ra điều gì tiềm thức của bạn đang cố gắng kìm nén. Điều gì làm bạn sợ hãi, làm lo lắng, hoảng hốt về những điều đó đến vậy. Khi bạn đào nó ra, bạn sẽ thấy rằng không còn nỗi sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi đã ngăn trở con người xuất hồn. Thật ra, như chúng ta biết, xuất hồn rất đơn giản và không cần phải nỗ lực gì. Nó đơn giản như hơi thở và hầu hết con người vẫn sợ hãi nó. Ngủ là gần với cái chết, là lời nhắc nhở của cái chết. Một lời nhắc nhở rằng, rốt cuộc chúng ta sẽ đi vào một giấc ngủ sâu và chúng ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chết thay vì ngủ. Ta lo lắng trong lúc ta ngủ, một ai đó cắt đi sợi dây bạc kết nối giữa phần hồn với thân xác và ta sẽ bị chết. Điều đó không thể xảy ra, không có gì nguy hiểm trong việc xuất vía. Chỉ có nguy hiểm từ nỗi sợ hãi. Có sự sợ hãi mà bạn nhận biết được và thứ nguy hiểm hơn là sự sợ hãi mà bạn không nhận biết được. Chúng tôi đề nghị lặp đi lặp lại rằng hãy bắt đầu với vấn đề của nỗi sợ. Điều bạn biết và hiểu không đáng sợ, do đó hãy tìm hiểu điều gì khiến bạn sợ hãi lúc này. Chúng ta đã dành nhiều thời gian cho những điều vụn vặt, đúng không? Chúng ta phải xông tới, sẽ còn nhiều điều thu hút sự quan tâm của chúng ta và còn nhiều thứ cần được làm rốt ráo trước khi chúng ta có thể đóng bài học này và đi tới bài học tiếp. Hãy nhìn xung quanh bạn, nhìn vào tầng áp mái của chúng tôi. Có thứ gì đó đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của bạn? Bạn có nhìn thấy đồ trang trí đằng kia, vượt khỏi thế giới này, phải không? Ồ, chúng ta có thể đã bắt đầu điều gì đó với lời nói này. Bên ngoài thế giới này, thực sự có nhiều cách nói tương tự được sử dụng để miêu tả các thứ đó. Một người có thể nói rằng anh ta đã nhìn thấy cái gì đó thật đẹp đến mức vượt ngoài thế giới này. Nó quả đúng thế khi chúng ta vượt qua khỏi giới hạn sự tồn tại của phân tử carbon với tất cả những sự đau đớn, thử thách và cực khổ. Chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh và nhìn thấy màu sắc và có những trải nghiệm thực sự là bên ngoài thế giới này. Ở đây chúng ta bị giới hạn trong một cái hang của chính sự ngu dốt của bản thân. Chúng ta bị giới hạn bởi ràng buộc của sự thèm khát, những suy nghĩ sai lầm của chính chúng ta. Vì thế nhiều người trong chúng ta quá bận rộn, quá cố gắng để theo kịp người khác mà không có thời gian để tìm hiểu, tìm lại bản thân mình. Chúng ta bị xoáy vào cuộc sống trần tục, chúng ta phải mưu sinh, rồi phải làm những nghĩa vụ xã hội, và rồi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Dường như mọi điều trong cuộc sống của chúng ta được lên kế hoạch trong vòng xoáy, hoảng loạn và không có thời gian cho bất cứ việc gì cả. Nhưng hãy chờ một phút, sự vội vàng này liệu có cần thiết? Liệu chúng ta có thể sắp xếp thế nào như nửa giờ mỗi ngày và dành nó để thiền định hay không? Nếu chúng ta thiền định, chúng ta có thể thoát ra được khỏi thế giới này. Chúng ta có thể, với một chút luyện tập, có thể xuất vía và đi vào thế giới tiếp theo.
Trải nghiệm này đem đến sự hăng hái và thăng hoa. Khi chúng ta nâng cao suy nghĩ về tâm linh của mình, thì ta càng nâng cao tần số rung động của mình, và nhận thức của ta càng ở những nốt cao trong phím đàn piano. Bạn còn nhớ về những phím đàn này không? Ta càng có những trải nghiệm đẹp. Và tất nhiên, bên ngoài thế giới này nên là mục đích của chúng ta. Ta muốn vượt ra khỏi thế giới này khi đã xong những bài học ở đây, chứ không phải là trước đó. Hãy nhìn trải nghiệm của chúng ta về lớp học xem. Nhiều người phát chán khi phải ngồi ở lớp học ngột ngạt trong ngày hè oi ả, nghe giọng nói tẻ nhạt của giáo viên về những thứ thật chả có gì thú vị với mình. Ai thèm biết về sự thịnh suy của một đế chế nào đó cơ chứ. Ta cảm thấy giá mà mình được ra ngoài kia, khát khao hơn cả được thoát khỏi cái lớp học nóng nực, ngột ngạt với giọng nói buồn tẻ và chán ngắt đó. Nhưng ta không thể làm thế. Nếu ta chạy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị các giáo viên trừng phạt. Nếu trốn học ta sẽ thi trượt, và thay vì được lên lớp thì ta ở lại lớp học buồn tẻ đó với nhiều học sinh khác, mà chúng sẽ nhìn ta với ánh mắt tò mò, coi mình như kẻ ngu độn vì bị ở lại lớp. Đừng để như vậy. Hãy đợi đến khi học xong những thứ cần thiết trước khi đến với bên ngoài thế giới này. Hãy chờ đến ngày được tận hưởng thanh thản và tinh thần hoàn hảo để rời khỏi thế giới này, bởi thế vinh quang hơn nhiều. Ta nên luôn luôn nhớ rằng mình ở đây như là một người đang chịu án tù dưới những điều kiện khổ sở đặc biệt. Chúng ta không thể biết trái đất này đáng sợ thế nào trong khi chúng ta đang ở đây. Nhưng nếu bạn có thể vượt ra và nhìn xuống, bạn sẽ sốc. Bạn hầu như không muốn quay lại. Đó là lý do nhiều người trong chúng ta không thể thực hiện xuất hồn, bởi vì trừ khi người đó được chuẩn bị, còn không khi quay lại, quả thực là trải nghiệm khó chịu. Tất cả sự hứng khởi nằm ở phía thế giới kia. Những người thực hiện việc xuất hồn mong tới ngày họ được giải thoát. Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng khi còn trong ngục tù của mình, hãy làm tốt nhất có thể, bởi vì nếu không ta lại mất đi thời gian giảm án. Vì vậy hãy làm tốt nhất có thể trên trái đất này, để khi qua kiếp sống hiện tại, ta đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp lớn lao hơn trong đời sống bên kia. Nó rất đáng giá cho những nỗ lực nhỏ nhoi trong kiếp sống này. Một số thứ chúng tôi nhìn thấy rất khó chịu, quá tâng bốc, thậm chí có thứ thực sự sẽ làm phá vỡ những điều quan trọng với chính chúng tôi như bong bóng vậy. Nhưng có quá nhiều việc khác để làm rồi. Chúng tôi vẫn còn nhớ một người, đôi khi đến thăm thì cô ấy nói một câu rồi lại kết thúc nửa vời kiểu: "Nhưng tôi không phải nói với anh tất cả, phải không? Chẳng phải anh chỉ cần nhìn vào tôi là biết hết mọi thứ rồi sao?" Điều đó thực sự không như vậy. Chúng tôi có thể biết tất cả mọi thứ, nhưng nó không hề đúng về mặt đạo đức khi làm thế. Đừng sợ những nhà tiên tri, những nhà huyền học, những nhà thấu thị hay ai đó tương tự. Vì nếu họ có đạo đức tốt, họ sẽ không nhìn trộm vào những vấn đề riêng tư của bạn, kể cả khi bạn mời họ. Nếu họ là người không có đạo đức tốt thì họ cũng không thể làm được điều đó. Chúng tôi muốn nói với bạn rằng những nhà tiên tri không ở trên con phố hẻo lánh để nói cho bạn một vài chuyện may mắn vặt vãnh về vận mệnh. Đó không phải là khả năng tiên tri thật. Người đó thường là một bà già nghèo khổ, không thể kiếm tiền bằng con đường nào khác. Có thể đôi lúc bà ta có khả năng nhìn thấy những thứ vô hình đó, nhưng không được làm những việc như thế vì kinh tế. Bạn không được phép nói tới những thứ nhìn thấy bằng khả năng thấu thị để kiếm tiền, bởi nó là nguyên nhân làm suy yếu khả năng ngoại cảm. Và nhà tiên tri trên những con phố hẻo lánh không thể luôn luôn soi thấy. Do vậy nếu bà ta còn nhận tiền thì bà ta phải làm gì đó để diễn trò. Bởi là một nhà tâm lý tốt, dù chưa được đào tạo, bà ta sẽ để bạn nói trước, rồi sẽ dựa vào đó để nói cho bạn. Và bạn, người đang bị đánh lừa bởi thuật ngữ tiên tri, sẽ thốt lên kinh ngạc trước sự chính xác mà bà ta nói về điều bạn muốn biết. Đừng có sợ hãi rằng thấu nhân sẽ nhìn thấy những việc của bạn. Bạn có thấy vui không nếu nghĩ rằng khi bạn đang bận bịu trong nhà mình, có thể đang viết một bức thư chẳng hạn, thì ai đó đi vào phòng, thò đầu qua vai bạn và đọc những gì bạn đang viết. Liệu bạn có thích không khi ai đó đến chỗ bạn và cầm lá thư lên và đọc nó, biết tất cả những gì bạn có
và tất cả những gì bạn đang nghĩ. Bạn có muốn nghĩ rằng người nào đó luôn bắt được sóng mọi câu chuyện trên điện thoại của bạn? Tất nhiên là không rồi. Để chúng tôi nhắc lại lần nữa rằng một người có tính cách tốt sẽ không phải lúc nào cũng đọc suy nghĩ của bạn, và một người có tính cách xấu chắc chắn không có khả năng này. Đó là định luật của sự huyền bí. Một người có tính cách xấu sẽ không phải là thấu nhân. Bạn có thể nghe thấy rất nhiều câu chuyện bịa đặt về ai đó nhìn thấy cái này, cái kia và điều gì đó khác. Hãy trừ hao nó đi 999%. Một thấu nhân sẽ luôn luôn chờ bạn nói cho anh ta hay cô ta điều mà bạn muốn thảo luận. Thấu nhân sẽ không xâm phạm vào những suy nghĩ riêng tư hoặc hào quang của bạn, ngay cả khi bạn mời họ làm điều đó. Có một số luật nhất định của thuyết huyền bí phải được tuân thủ khắt khe, vì nếu một người vi phạm những luật này, họ có thể bị trừng phạt, giống như cách mà ai đó bị trừng phạt nếu họ vi phạm luật do con người đề ra trên trái đất. Hãy nói thấu nhân điều bạn muốn kể, anh ấy hay cô ấy sẽ biết nếu bạn đang nói ra sự thật. Chúng tôi chỉ đi đến mức cho phép mà thôi. Hãy nói cho thấu nhân bất cứ những gì bạn muốn, những gì bạn chắc chắn rằng bạn nói sự thật. Nếu không thì bạn chỉ đang tự đánh lừa bản thân và không có cách nào đánh lừa thấu nhân. Do vậy, hãy nhớ một lần nữa, một nhà tiên tri tốt sẽ không đọc những suy nghĩ của bạn, và người xấu thì không thể. Giờ hãy cùng xem xét một điều nhỏ nhặt nữa. Nó là nếu bạn không hòa hợp được với bạn đời của mình thì sao? Chà, đó có thể là chướng ngại mà bạn phải vượt qua trên trái đất. Hãy để nó diễn đạt thế này đi. Những con ngựa tham gia vào các cuộc đua, và nếu một con ngựa chiến thắng liên tục, rõ ràng là không có trở lực nào làm con ngựa đó bị bất lợi cả. Bạn có thể nhìn vào mình như thể con ngựa vậy. Bạn có thể đi quá nhanh, quá dễ dàng trong những bài học trước. Trong trường hợp này, bạn có thể gặp trở ngại với một đối tác không phù hợp với bạn. Hãy làm nó tốt nhất trong khi bạn có thể. Hãy nhớ rằng nếu bạn đời không phù hợp, thì bạn sẽ không bao giờ gặp lại anh ta hay cô ta trong đời sống tiếp theo ngoài trái đất này. Nếu một người chọn một cái tua vít hoặc một cái búa, thì nó sẽ chỉ là một dụng cụ phù hợp với một nhu cầu công việc bằng tay. Bạn đời có thể được xem như một công cụ cho phép một ai đó thực hiện một công việc nhất định, học một bài học nhất định. Người ta có thể trở nên gắn bó với cái tua vít hoặc cái búa bởi vì nó đã giúp anh ta làm những công việc mà anh ta phải làm. Nhưng bạn nên biết rằng người ta sẽ không gắn bó với chiếc búa hay cái tua vít đến mức muốn mang nó đi cùng sang phía bên kia với anh ta. Người ta nói và viết nhiều về sự huy hoàng của nhân loại, nhưng chúng tôi sẽ nói rằng con người không phải dạng sống vĩ đại nhất của sự sống. Ví dụ loài người trên trái đất thật sự khá bẩn thỉu, tàn bạo, ích kỷ và tư lợi. Nếu không phải như vậy thì họ đã không trên trái đất này. Bởi vì con người đến với trái đất này là để họ có thể học cách vượt qua những điều đó. Loài người thực sự vĩ đại khi họ vượt ra ngoài cuộc sống này. Nhưng để chúng tôi khẳng định lại chắc chắn một lần nữa, rằng nếu ta có một bạn đời không phù hợp hoặc bố mẹ không phù hợp, thì có thể bởi chính chúng ta đã lên kế hoạch điều đó và ta phải vượt qua. Ví dụ một người có thể được tiêm chủng vaccine, anh ta thận trọng dùng một liều vaccine đậu mùa bằng cách tiêm chủng để có thể được bảo vệ khỏi bị mắc bệnh nặng hơn và tránh bị tử vong sau này. Vì vậy bạn đời của chúng ta hay bố mẹ của chúng ta có thể đã được chọn để chúng ta có thể học những bài học nhất định từ những thứ liên quan đến họ. Nhưng chúng ta không phải gặp lại họ sau khi chúng ta kết thúc cuộc đời này. Thực vậy, chúng ta không thể gặp họ nếu họ không phù hợp với chúng ta. Chúng tôi nhắc lại, khi chúng ta sang thế giới bên kia, chúng ta sống trong sự hòa hợp. Và nếu những người không hòa hợp thì họ không thể liên hệ với chúng ta. Nhiều người trong số chúng ta có thể thực sự an lòng vì điều này. Nhưng bóng đêm đang tới dần, ngày đang kết thúc, chúng tôi thấy không nên giữ bạn lâu hơn vì bạn còn nhiều điều để làm trước khi màn đêm buông xuống. Chúng ta hãy rời khỏi căn gác và đóng nhẹ nhàng cánh cửa phía sau. Đóng lại cánh cửa và để lại tất cả kho báu ở đó.
chúng ta hãy xuống những bậc thang ọp hẹp một lần nữa và đi về nẻo đường riêng của mình trong sự bình an.